Hello, welcome back to my channel. 스타스크리고 메리. 오케이, 다음 시즌 선택해도 할. 나 원. 오 마이 갓. em bé khóc rồi, mình xin lên trên tầng 2.
Like you. Night three. Oh my gosh, feast me. Đây thì các bạn sẽ lên lấy stamina. Đây là như kiểu là một loại để giải trí. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái thứ ba. I came for. Đây là một chiếc tô vít, nhưng mà chiếc tô vít này cũng có kem. Rất là hài.
너희 시험 뭐이 시험 거기지 거 뭐지? 내가 说话 Welcome.
Ok, và mình sẽ chuyển sang kênh thứ tư. Bạn đi cho mình đi. Let's go. All right, Joey. I'm here. Let's see if we can find what you wanted me to see. This lift could use a few dry cells. Let's see what you're hiding down there, old friend. What's it here? Oh my god. Joey, what were you doing? Món đồ thứ 5 và món đồ cuối cùng thì sẽ ở trong này. Looks like they knocked out a wall or two after I left. Guess it took a few people to replace me. Okay, that's all of them. Đi thẳng vào đây. Mình sẽ dập cái dao xuống. Dập rồi. Vậy thì mình sẽ đi sang bên này. Không có gì. Đi thẳng. Wendy đã xuất hiện. Máy chiếu đi rồi. Bây giờ các bạn sẽ bật công tắc.
Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái thứ năm. Đi đến điểm đỏ đây. Sao lại có súng bắn vậy? Ở đây thì mình sẽ phải mở cánh cửa ra. Không phải. Mở cái gì đây? Xem là gì. Không thể mở được cánh cửa đây ra các bạn. Không biết lý do gì. Có thể là bị lỗi rồi.
너정우이잖아 이렇게 뭐더러 오늘 그만 파인 레모 고송을 정우이잖아 이거 더 해도 그게 뇌랑 밀로 오케이 좋아 发挥到底没事去你上那个地条 Và mình sẽ sang tựa game thứ 7. Tựa game đó thì các bạn sẽ dẫn con Poppy đó đến chỗ đường điện để nó tiêu diệt đó. Ok. Vào đây. Một tựa game kinh dị của Poppy. Đây như là đúng như là một mê cung.
Cái này hình như là càng chạy trốn nó càng tốt à. Mình không thấy món đồ nào. Có thể như thế. Mình sẽ xem mặt mũi Bobby như thế nào. Oh my god. Chết rồi, đái rồi. Oh my god. Rồi, và tựa game cuối cùng. Rất là khoai luôn các bạn nhá. Ok. Rồi và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.